Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Thanh Hóa ngày mới của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Trong bản tin sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Sầm Sơn khẩn trương thực hiện các giải pháp đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án Quảng Trường Biển. Mô hình trang trại tổng hợp cho doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm Cần có giải pháp chấm dứt tình trạng người tham gia giao thông sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Mở đầu bản tin Thanh Hóa ngày mới hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Bất chấp những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên toàn cầu, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục giữ mức tăng dương và đạt 230 tỷ đô la Mỹ trong 10 tháng năm 2020. Trong đó có tới 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ và có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng qua, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục gần 19 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt nhiều nhóm hàng xuất khẩu đang hướng đến những thế mạnh sẵn có, đưa hàng hóa nước ta trở thành những sản phẩm được thị trường nước ngoài săn đón. Cục chế biến và phát triển thị trường nông sản Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho biết, tháng 10 năm nay, Việt Nam xuất khẩu khoảng 300.000 tấn gạo với giá trị đạt 161 triệu đô la Mỹ đưa tổng xuất khẩu gạo cả nước 10 tháng năm 2020 đạt 5,29 triệu tấn với kim ngạch 2,61 tỷ đô la Mỹ, giảm 4% về khối lượng nhưng tăng 8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Hiện các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang thu hoạch gần hết lúa thu đông. Tình hình mưa bão gây ngập úng ảnh hưởng đến năng suất, tuy nhiên giá lúa vẫn ở mức tốt nên nông dân vẫn còn lãi. Kế hoạch vụ đông xuân 2020-2021, vùng đồng bằng sông Cửu Long xuống giống 1,55 triệu hectare, sản lượng hơn 10,9 triệu tấn. Dự kiến tháng 1 năm 2021, sản lượng thu hoạch được khoảng 2,4 triệu tấn lúa, tương đương 1,2 triệu tấn gạo, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và kỳ vọng cao cho xuất khẩu. Trong năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc trong hầu hết các ngành, khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 với 68,9% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với 66,4% lao động bị ảnh hưởng. Tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng trong khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản là 27%. Lực lượng lao động tăng trở lại sau khi ghi nhận mức giảm sâu kỷ lục vào quý 2 năm 2020 nhưng vẫn chưa thể khôi phục về trạng thái của cùng kỳ năm trước. Lao động tại khu vực nông thôn và lao động nữ vẫn là những nhóm chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất bởi tác động của dịch Covid-19 với mức giảm của lực lượng lao động thuộc hai nhóm này so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 3,2% và 2,3%. Báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2020, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn như ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và bà con nông dân, sản xuất ngành trồng trọt trên địa bàn tỉnh vẫn đạt được những kết quả quan trọng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 20.100 tỷ đồng, mỗi hecta gieo trồng đem lại thu nhập trung bình cho người dân khoảng 49,25 triệu đồng. Trong đó, vụ đông năm 2019-2020 được đánh giá là vụ thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất cả về diện tích và giá trị trong giai đoạn 5 năm 2016-2020. Vụ xuân 2020, tuy năng suất lúa có giảm hơn so với cùng kỳ, nhưng vẫn là vụ được mùa và có hiệu quả cao do giá lúa tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng kg. Giá trị thu nhập ước đạt 89 triệu đồng một hectare, tăng 3,5 triệu đồng một hectare so với năm 2019. Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật, chi phí sản xuất giảm làm giảm giá thành sản xuất, chất lượng nông sản được nâng cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Một số cây trồng cho thu nhập và lợi nhuận cao như khoai tây xuất khẩu đạt 90 đến 100 triệu đồng một hecta, lợi nhuận 50 đến 60 triệu đồng một hecta, cây ớt cho thu nhập 100 đến 200 triệu đồng một hecta, lợi nhuận đạt 70 đến 120 triệu đồng một hecta, cây ăn quả bình quân thu nhập 500 đến 700 triệu đồng một hecta, cho lợi nhuận 200 đến 300 triệu đồng một hecta. Thưa quý vị và các bạn, dự án Quảng Trường Biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, Sơn và các dự án đối ứng trong khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp và du lịch biển Sầm Sơn, Sơn giai đoạn 1 ảnh hưởng đến 5 đơn vị hành chính phường bao gồm Quảng Tiến, Quảng Châu, Trung Sơn, Bắc Sơn và Trường Sơn. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng hơn 400 hecta với gần 7.300 thửa đất. Hiện công tác giải phóng mặt bằng tại đây đang được thành phố Sầm Sơn, Sơn khẩn trương thực hiện để đảm bảo tiến độ bàn giao cho nhà đầu tư vui mừng và tin tưởng sau khi dự án quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí sầm sơn được khởi công. Ông Nguyễn Văn Dũng, khu phố Trung Kỳ, phường Trung Sơn đã tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng của thành phố Sầm Sơn để tiến hành kiểm kê đất và tài sản trên đất tại nhà ở và khu vực kinh doanh của gia đình. Về phía gia đình thì thực ra là cũng được cái sự đồng ý thì cũng cho các đoàn của đại diện của phường và ban ngành của thành phố thì để tiến hành kiểm kê và có cái áp giá cái giá trị bồi thường. Thì thực ra để cho nó càng sớm càng tốt để cho nên được cái sự để triển khai vào cái dự án nó càng sớm hơn. Cũng từ niềm tin của người dân đối với dự án, đến nay đã có gần 35 ha diện tích đất ở thuộc diện giải phóng mặt bằng được kiểm kê đạt 84% và gần 58 ha diện tích đất nông nghiệp được kiểm kê đạt 21%. Song song với quá trình kiểm kê, thành phố Sầm Sơn cũng đã xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, đảm bảo điều kiện để người dân chuyển đến xây dựng nhà ở. Đối với những khó khăn vướng mắc phát sinh, ban quản lý dự án và chính quyền các phường chủ động đối thoại với dân, tuyên truyền vận động và giải thích để từng bước tháo gỡ. Đảng ủy ban nhân phường là xác định đây là một tú lớn mà phải hy sinh, phải quyết tâm cùng với chính quyền các cấp để tạo làm sao mà giải phóng ngày nhất để tạo một cái môi trường để sau này cho nhà đầu án cho nhà đầu tư vào khỏi phải lăn tăn thì cái này thì xác định thành phố của thành ủy cũng như thành phố và ủy ban nhân phường ấy, đang tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền vận động làm thế nào mà để cho dân hiếu dân chia sẻ cùng với nhà nước cùng với dự án để đốn tít đốn chào một cái dự án thật là thành công Dự án Quảng trường biển và tổ hợp đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cao cấp biển Sầm Sơn có quy mô trên 550 ha, tổng mức đầu tư gần 25.000 tỷ đồng do tập đoàn Sun Group đầu tư. Dự án hoàn thành hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến của các lễ hội, sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao sôi động, một không gian công cộng điểm dừng chân yêu thích của du khách. Ngoài quảng trường biển, các dự án đối ứng như khu đô thị quảng trường biển sầm sơn và khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng sông đơ do tập đoàn sun group đầu tư sẽ góp phần định vị không gian phát triển mới đưa sầm sơn trở thành một trong những trung tâm du lịch của cả nước bằng những công trình chất lượng đẳng cấp khác biệt vì vậy việc giải phóng mặt bằng đảm bảo theo cam kết sẽ là điều kiện quan trọng để nhà đầu tư nhanh chóng triển khai xây dựng cũng như đưa dự án về đích đúng kế hoạch tạo nền tảng để thành phố sầm sơn nhanh chóng đạt mục tiêu trở thành đô thị du lịch thông minh hấp dẫn thân thiện một trong những trung tâm du lịch chất lượng cao của cả nước và khu vực. Thưa quý vị và các bạn, do lựa chọn những loại cây trồng vật nuôi phù hợp, anh Nguyễn Xuân Nam, thôn Yên Lộ, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã phát triển thành công trang trại tổng hợp cho doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm. Nhờ đó, gia đình anh đã thoát nghèo, trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của địa phương. Xuất thân là thợ cơ khí đi làm thuê nhiều năm nhưng mức lương không đủ trang trải cuộc sống. Nhận thấy đất đai ở quê nhiều, năm 2017 anh Nam đã quyết định trở về vận động người dân trong thôn cho thuê lại 4 hectare vùng đất cây lúa không hiệu quả làm trang trại. Qua tìm hiểu thấy điều kiện đất đai ở đây phù hợp để trồng kết quả có múi, anh Nam đã ra hưng yên học hỏi kinh nghiệm và mua hơn 3.000 gốc cây bưởi da xanh, cam V2 về trồng để có kiến thức chăm sóc cây trồng, anh Nam còn đăng ký tham gia các lớp tập huấn truyền giao kỹ thuật trồng trọt của huyện, xã tổ chức. Đồng thời áp dụng quy trình chăm sóc cây quả theo hướng hữu cơ nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng cao. Quan trọng kỹ thuật nhất hữu cơ là anh phải đảm bảo được những cái tiêu chí là phải đảm bảo là thứ nhất là phải đúng thời kỳ phòng trị sâu bệnh. Thứ hai nữa là làm được sản phẩm phải mẫu mã đẹp để đáp ứng được chất lượng và hiệu quả khi uh, nhà kiểm tra về mà test được thành quả cao thì ta mới được cái giá cao. Để tăng thêm thu nhập, anh Nam đã thả nuôi sen ra cầm thủy cầm dưới tán cây ăn quả. Trên một hecta đất còn lại, anh tiếp tục cải tạo, đào ao, thả nuôi cá chấm cỏ nhằm tận dụng được nguồn cỏ làm thức ăn từ vườn cây. Theo kinh nghiệm của anh Nam, để phát triển trang trại tổng hợp thành công, quan trọng nhất là phải áp dụng đúng quy trình kỹ thuật đối với từng đối tượng cây trồng vật nuôi. Bên cạnh đó, cần phải quản lý tốt công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây và các loại dịch bệnh trên vật nuôi. Đây là mô hình của Hội Nông dân xã Thiểu Vũ, là một mô hình điển hình. Chúng tôi đang nhân rộng mô hình này để cho cán bộ, hội viên và nhân dân học tập và làm theo mô hình. Mô hình này là Hội Nông dân có thể đánh giá là một mô hình có hiệu quả và chất lượng kinh phát triển kinh tế cao. Trong năm tới, anh Nam đang có kế hoạch thuê thêm 2 hecta đất, mở rộng quy mô trang trại, đưa thêm các loại cây quả có giá trị cao vào trồng, xây dựng trang trại đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Với việc áp dụng nghị quyết số 954 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020, cả nước có hơn 1 triệu người đang đóng thuế thu nhập cá nhân sẽ không phải nộp. Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế được nâng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng một tháng, 132 triệu đồng một năm. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc được nâng từ mức 3,6 lên 4,4 triệu đồng một tháng, ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực, Tổng cục Thuế cho biết, cả nước có khoảng 1 triệu người đang phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bậc 1 sẽ không phải nộp thuế thu nhập nữa. Đồng thời, người có thu nhập cao hơn ở bậc 2, bậc 3 sẽ được giảm số tiền đóng do mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên. Những chính sách hỗ trợ người nộp thuế được ban hành thời gian vừa qua đã góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân vượt qua giai đoạn khó khăn, nhất là các cá nhân người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bị giảm thu nhập, mất việc làm sẽ không phải nộp thuế. Đối với những người có thu nhập cao, ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh sẽ vẫn phải nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, 2 năm nữa tất cả học sinh lớp 3 trên cả nước đều phải được học môn tiếng Anh và tin học. Các nhà trường cho rằng việc chuẩn bị giáo viên phải được thực hiện khẩn trương bởi hiện nay việc tuyển được giáo viên không đơn giản. Trong khi đó, dạy học ở cấp tiểu học cần cả kinh nghiệm và trình độ. Chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 3 bắt đầu được thực hiện từ năm 2022. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cần khoảng 13.600 giáo viên tiên học và hơn 27.000 giáo viên ngoại ngữ. So với số lượng giáo viên hiện có, cấp tiểu học thiếu khoảng hơn 6.000 giáo viên tiên học và hơn 5.000 giáo viên ngoại ngữ. Tuy nhiên, chỉ còn 2 năm nữa để các địa phương phải đảm bảo đủ số giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Có một thực tế là việc tuyển dụng được giáo viên vừa có trình độ tiếng Anh, trình độ tin học, vừa có chuyên môn sư phạm tiểu học là đều rất khó vì dạy tiểu học rất vất vả, khó có cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, thu nhập thấp và không ổn định vì số được tuyển dụng chính thức rất ít, chủ yếu là hợp đồng với mức lương thấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang đưa ra các giải pháp để giải quyết những bất cập này. Hiện nay trên cả nước số lượng giáo viên bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông đã cơ bản đáp ứng đầy đủ, vậy nên trong 2 năm tới, việc tuyển dụng giáo viên ở các tỉnh phải đặc biệt ưu tiên cho bậc tiểu học các địa phương phải ra soát cụ thể số lượng giáo viên dạy ngoại ngữ, tin học để có ngay giải pháp cho việc ưu tiên bố trí biên chế, đặt hàng đào tạo và cam kết tuyển dụng sau khi các sinh viên tốt nghiệp. Từ năm 2022 trở đi, các địa phương cần tính toán để bổ sung đủ số lượng giáo viên dạy ngoại ngữ, tin học cho các trường theo lộ trình hàng năm. Sở Y tế Thanh Hóa vừa có văn bản số 3663 SIT QLD gửi các đơn vị liên quan về việc đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm do kém chất lượng. Theo đó, Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu thu hồi lô mỹ phẩm có số lô JV1906016 trên 1, sản xuất ngày 11 tháng 6 năm 2019, hạn dùng ngày 11 tháng 6 năm 2024. Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 07218CBMPPD do công ty trách nhiệm hạn Modem Cast International Comestit Việt Nam sản xuất, đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Trong quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm, chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được. Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu thanh tra sở phối hợp với trung tâm kiểm nghiệm thanh hóa và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát việc đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Câu lạc bộ Gà Cảnh Sứ Thanh vừa tổ chức hội thi mở rộng nét đẹp Gà Cảnh Tân Châu. Sự kiện này vốn được tổ chức thường niên ở nhiều vùng miền và đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức tại Thanh Hóa. Gà chê Tân Châu là giống gà được lai tạo có xuất xứ từ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Đây là giống gà cảnh có bộ lông đuôi dài, nhiều màu sắc, phù hợp với nuôi làm cảnh và được người chơi trong cả nước ưa chuộng. Gà cảnh Tân Châu được đánh giá cao phải đảm bảo các tiêu chí như có trọng lượng từ 1 đến 1,2 kg, màu lông cân đối, bóng mượt, chiều dài lông đuôi 80 đến 90 cm, chân màu vàng, không có dị tật và đặc biệt thân thiện với người nuôi. Hội thi đã thu hút đông đảo người chơi gà cảnh ở trên 20 tỉnh thành tham gia. Các chú gà đạt tiêu chí sẽ được lần lượt cho các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Hội thi nhằm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gà cả cảnh cho những người có đam mê chơi gà cả cảnh trên mọi miền đất nước. Các chú gà được chứng nhận đạt giải sẽ có giá trị cao hơn nhiều lần, có thể lên tới vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi con. Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo Thanh Hóa ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, bài viết trên báo Quân đội Nhân dân bình luận việc chính phủ ban hành nghị quyết 165 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020 trên địa bàn một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên là một quyết sách hợp lòng dân. Tác giả bài viết nhận định đây là một chính sách nhân văn kịp thời đáp ứng mong mỏi của hàng trăm nghìn hộ dân bị thiệt hại nhà ở do bão lũ, khẳng định sự vào cuộc bứt tốc của cả bộ máy chính trị, thắp sáng thêm niềm tin của người dân cả nước và những quyết sách đúng đắn nhân văn của Đảng, nhà nước ta. Đồng thời, để người dân không phải thắc thòm bao giờ chính sách mới đi vào cuộc sống. Nghị quyết nêu rõ, thời gian giả soát báo cáo về Bộ Tài chính, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thực hiện trước ngày 20 tháng 11 năm 2020. Hàng loạt quyết sách thấu tình đạt lý thời gian qua đã góp thêm những minh chứng sinh động về sự nỗ lực quyết liệt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành hoạt động và sự đồng hành hết lòng, hết sức sẻ chia với người dân trong phòng chống thiên tai của cả hệ thống chính trị. Bộn bề sau lũ là nhan đề nổi bật trên báo đại đoàn kết khi nói về người dân vùng lũ tại các tỉnh miền Trung trong những ngày này. Theo bài viết, mưa lũ đã đi qua nhưng nỗi đau vẫn còn ở lại khi người thân mãi mãi ra đi. Những căn nhà đổ nát, những cánh đồng trơ trọi, nhiều thành tiệu của quá trình xây dựng nông thôn mới bị kéo lùi. Nhưng miền Trung đang gượng dậy. Sau khi khắc phục hậu quả ban đầu, công việc tiếp theo là khôi phục sản xuất, nhất là mùa màng. Đồng bào rất cần sự hỗ trợ cây trồng, con giống. Miền Trung đang gượng dậy, song để có thể đứng vững trong tương lai, cần lắm những tấm lòng nhân ái. Bài viết giật mình thấy sợ cây keo trên báo tuổi trẻ cho biết khi đang phải hứng chịu thiệt hại do nhiều vụ lở đất sập làng, nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ không tiếp tục ưu tiên trồng rừng keo nữa. Bài viết phân tích cây keo không giữ được đất mà ngược lại nơi trồng keo, đôi núi lại có nguy cơ sạt lở hơn vì dễ keo cạn, khi cây bị đốn bỏ thì dễ thối mục và tạo ra các ống thông đưa nước từ bề mặt xuống lòng đất, rất dễ gây ra sạt lở. Nếu như năm 2014, tỉnh Quảng Nam chỉ có khoảng 20.000 ha keo thì tới nay con số này đã lên tới trên 90.000 ha. Cho tới giờ, keo vẫn được nằm cho các báo cáo kinh tế xã hội của địa phương là cây lan tỏa và thoát nghèo. Nhưng có một sự thật rất cay đắng với loài cây này mà chỉ khi thiên tai ập đến, nhiều lãnh đạo và cả người dân mới giật mình. Keo có kinh tế trước mắt nhưng không giữ được đất, không đóng góp nhiều cho môi trường chính vì vậy cần phải sớm điều chỉnh và nhìn nhận lại chiến lược phát triển kinh tế vùng nông thôn miền núi không khuyến khích trồng cây keo nữa mà tập trung dài hơi cho chuyện trồng rừng gỗ lớn trước việc ngành nông nghiệp nông thôn Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro về biến đổi khí hậu bài viết trên báo điện tử Đại tiếng nói Việt Nam cho rằng để phát triển nông thôn bền vững cần coi kinh tế hộ là trọng tâm theo bài viết, hơn 30 năm đổi mới, kinh tế hộ nông dân đã đóng góp lực lượng cơ bản để kiến tạo nên thành công của nông nghiệp cũng như phát triển nông thôn. Trong giai đoạn tới, kinh tế hộ sẽ vẫn chiếm đa số cho lực lượng sản xuất. Do đó, phải tiếp tục phát huy vai trò của kinh tế hộ đi song hành với kinh tế hợp tác. Nếu kinh tế hộ không năng động, sẽ không có nhiều hợp tác xã. Kinh tế hộ nông dân cần được hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa, có thể tích lũy một phần ruộng đất, cần rút bớt lao động ra khỏi nông nghiệp để chuyển một phần sang công nghiệp và dịch vụ. Bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng đề cập đến tình trạng xâm hại trẻ qua những hình thức vỏ bọc văn hóa như cuộc thi Hoa hậu cho trẻ em Miss Baby Việt Nam hay các chương trình truyền hình thực tế. Bài viết cho rằng, cơ quan chức năng còn lỏng lẻo trong việc cấp phép các cuộc thi, chương trình cho trẻ em. Cần phải có quy định, có sự kiểm soát rõ ràng, cụ thể, chứ không thể buông lỏng, bỏ ngỏ. Các cuộc thi, chương trình truyền hình thực tế trong nước có trẻ em tham gia, cần có sự giám sát độc lập để bảo vệ quyền trẻ em. Phải ngăn chặn các sự việc tương tự, Đừng để khi bị dư luận lên án mới báo cáo theo quy trình xem xét xử phạt và sau đó lãng quên. Bên cạnh đó, chính các bậc phụ huynh phải ý thức nhìn nhận lại và biết cách giữ con trong môi trường an lành. Thưa quý vị và các bạn, đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn không những không bảo vệ được phần đầu của người tham gia giao thông khi xảy ra sự cố mà nó còn có nguy cơ nguy hiểm cho người sử dụng. Tuy nhiên thực tế, hiện nay có tới 89% mũ bảo hiểm trên thị trường không đạt chuẩn. Hạn chế và từng bước chấm dứt tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn đang là bài toán khó hiện nay. Năm 2014, các ngành chức năng đã ban hành quy định xử phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đúng quy định, nhưng phải lùi thời điểm thực hiện lại bởi không dễ để xử phạt hành vi sai phạm này. Nguyên do là hiện chưa có thiết bị phân biệt được mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không chuẩn mà chỉ dựa trên nhận diện bằng mắt thường và thông tin hướng dẫn về loại mũ bảo hiểm đủ ba lớp. Trong khi đó, tại những nơi kinh doanh mũ bảo hiểm cũng rất khó xử lý đơn vị sản xuất và người bán bởi những chiếc mũ bảo hiểm dờm thường được núp bóng dưới cái tên nón thể thao hay mũ thời trang. Thay vào đó, lực lượng chức năng chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân. Tuy nhiên trên thực tế, việc nhắc nhở, tuyên truyền trong những năm qua gần như không có kết quả khi tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, không những giảm mà còn gia tăng đến mức phổ biến. Do đó, để việc đội mũ bảo hiểm được thực hiện nghiêm túc, có lẽ đã đến lúc các cấp, các ngành cần có giải pháp đồng bộ. Trong đó, việc xây dựng chế tài xử phạt mạnh tay đánh trực tiếp vào túi tiền của người vi phạm sẽ mang tác dụng gian đe lớn, tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông, từ đó hạn chế và từng bước xóa bỏ tình trạng sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Hạn chế tận gốc của vấn đề này thì tôi cho rằng là là cái giải pháp là là, 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 là cái giải pháp là là, là là phải hậu gọi là hậu xử lý, tức là phải xử lý những người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, không đảm bảo chất lượng. thì muốn vậy thì các cơ quan chức năng phải tham mưu để ra được những cái văn bản để, để cho là một cái hành lang cơ sở pháp lý để cho các cơ quan kiểm soát, đặc biệt là cảnh sát giao thông thì họ mới có thể xử phạt được. như hiện nay là luật giao thông đồng bộ thì cũng chỉ mới là quy định là người giao, tham gia giao thông là không được tức là chỉ xử, xử lý là họ là khi họ không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài mũ bảo hiểm chứ chưa có cái cái, chế tài để xử lý là đội mũ bảo hiểm không đặt chuẩn. Bản tin thanh hóa ngày mới sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.